Nguyên nhân được cho là giá lương thực thực phẩm tăng, giá điện nước sinh hoạt tăng do thời tiết nắng nóng kéo dài, làm cho chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng. So với tháng trước, CPI tháng 5 năm 2023, khu vực thành thị tăng 0,02%, khu vực nông thôn không biến động. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có 8 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước và 3 nhóm hàng giảm giá. Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra chỉ số giá tiêu dùng các tháng từ đầu năm đến nay so với cùng kỳ năm trước có xu hướng giảm dần.